CDT News. Ma quỷ hỏi Diêm Vương, tại sao người xấu vẫn sống tốt? Kết quả Diêm Vương trả lời như vậy: thiện ác có báo ứng, điều này đã trở thành đạo lý ở đời. Nhưng có một số người bị ảnh hưởng của thuyết vô thần nên đã không tin vào điều này. Họ hoài nghi, vì thế nhiều người xấu vẫn sống tốt. Câu chuyện sau đây sẽ là lời lý giải thấu đáo cho bạn. Một chàng trai tên là Giang Nhất Minh bị ác bá trong làng chiếm đất phải đi kiện. Nhưng trên đường đi đã bị ác bá âm mưu dàn dựng tai nạn khiến Giang Nhất Minh bị đâm chết. Giang Nhất Minh biết tên tài xế đó chính là người của ác bá, vụ tai nạn cũng chính là âm mưu của hắn. Linh hồn của Giang Nhất Minh bay lên nhìn bố mẹ khóc thương mình mà không thể làm gì để an ủi bố mẹ được. Anh vô cùng căm phẫn, linh hồn biến thành ma quỷ để báo thù ác bá. Trong lúc hồn Giang Nhất Minh đang bay đi tìm ác bá trả thù thì phía sau một sợi thần trắng và một sợi thần đỏ đang bay tới trói chặt anh lại. Một người mặc áo trắng và một người áo đen bỗng xuất hiện trước mặt anh, trong tay cầm cây gậy, không nói không rằng họ lôi anh đi. Giang Nhất Minh biết hai người này không phải là người bình thường, anh cũng không biết gọi họ là gì. Anh nói: thưa hai vị, tôi bị người ác hãm hại, hãy để tôi đi trả thù, rồi sau đó hai vị làm gì tôi cũng được. Hai người này không màng đến lời nói, họ cứ thế sòng sọc lôi anh vào một nơi tối tăm hun hút. Không biết sau bao lâu, cuối cùng Giang Nhất Minh được đưa tới một nơi vô cùng vắng vẻ, rồi tiếp tục bị đưa tới một điện lớn đầy sương khói mù mịt. Trong điện có một người đang ngồi, nhưng do khói quá dày nên không nhìn rõ mặt. Giang Nhất Minh đoán đây chính là Diêm Vương. Có chuyện gì thì nói, không có chuyện thì tiến tới về phía trước, uống bát canh quên lãng của bà lão Mạnh Bà, rồi sẽ được đầu thai trở lại. Người ngồi trong điện từ từ nói: Diêm Vương, tại sao người chết lại là con, trong khi người hại con vẫn là sống? Giang Nhất Minh trong lòng đang đầy thù hận, muốn báo mà chưa làm được, vì thế anh rất muốn hỏi cho rõ sự việc. Ngươi cần biết một câu: kiếp trước làm việc xấu, kiếp sau phải trả giá. Kiếp sau là kết quả của kiếp này, ông trời có mắt, không ai làm oan cho ngươi đâu, người trong điện trả lời. Đừng có nói những lời như thế để lừa gạt tôi không phải là trẻ lên ba. Giang Nhất Minh nghĩ mình đã chết rồi, không còn phải sợ gì nữa, kể cả đắc tội với Diêm Vương cũng không sao. Được, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất là uống bát canh của Mạnh Bà, rồi đầu thai tùy theo công đức của ngươi khi còn sống. Thứ hai là để cho ngươi biết thiên cơ, nhưng nếu ngươi không chọn đầu thai thì sau này nếu có cơ hội đầu thai lại thì ngươi sẽ phải trả giá bằng một phần tuổi thọ dương thế của mình. Một ngày dưới địa ngục bằng một năm trên hạ giới, ngươi phải quyết định cho nhanh. Người trong điện lại nói: tôi chọn đi xem cái gọi là thiên cơ của ông, sau này đầu thai sống bớt đi mấy năm cũng không sao. Giang Nhất Minh trả lời rành rọt: được, tả hữu, hãy đưa hắn đi xem giới luân hồi. Trên điện có hai người bước xuống, đổ lên đầu anh một vòng sắt, yêu cầu anh không được tháo ra, bằng không sẽ bị tiêu biến linh hồn, sẽ không vĩnh viễn được hồi sinh lần nữa. Nếu còn muốn đầu thai, hãy gỡ vào chiếc vòng ba cái, sẽ có người tới dắt anh đi. Sau đó, họ đưa anh tới trước một chiếc động bên ngoài có ghi hai chữ Ngộ Đạo, rồi đẩy anh xuống dưới. Giang Nhất Minh lại bị đưa lại nơi cũ đã từng đi qua, nhưng nơi đây bỗng đầy bụi bặm, tối om không một chút ánh sáng. Giang Nhất Minh muốn về nhà, rồi sau đó sẽ đi tìm ác bá để tính sổ. Trên đường đi, Giang Nhất Minh đã gặp rất nhiều người cũng đổ vòng sắt trên đầu như anh. Họ đều đi lại vội vàng, dù anh có chào hỏi họ cũng chỉ đáp trả vu vơ rồi lại đi tiếp, không ai dừng lại nói thêm với anh một câu nào. Có người ra hiệu nhắc nhở anh cố gắng đi nhanh hơn, nếu không sau sẽ bị giảm tuổi thọ. Giang Nhất Minh về nhà trước, anh nhìn thấy bố mẹ vẫn u rũ buồn. Giang Nhất Minh cũng không thể làm gì được, chỉ có thể cúi đầu chào bố mẹ rồi quay lưng đi tìm ác bá trả thù. Trở thành hồn ma thì làm việc gì cũng dễ dàng. Giang Nhất Minh rất nhanh tìm đến được nhà ác bá. Khi đó ác bá đang ngủ, Giang Nhất Minh nhìn thấy rất nhiều hồn ma đội vòng trên đầu đang vây quanh ác bá.
Xem ra ác bá có lượng người thù hận cũng không ít. Một số linh hồn bắt mũi để lên mặt ác bá cho hút máu. Ác bá trong mơ vẫn giơ tay đập lên mặt, phải thật vất vả mới đập chết được những con muỗi đó, trong khi mặt đỏ lên. Một số hồn ma khác không rõ lấy từ đâu những con giòi, tranh thủ lúc ác bá há mồm liền thả vào mồm hắn, rồi làm các hồn ma cười khoái chí. Có một hồn ma quay lại nhìn Giang Nhất Minh, rồi nói với các hồn ma khác: "Là một người nữa tới tìm hắn để tính sổ." Các hồn ma đều tránh ra, để Giang Nhất Minh tiến gần đời ác bá. Giang Nhất Minh tiến đến và muốn bóp cổ hắn, muốn giết chết hắn cho hả dạ. Ác bá ho mấy tiếng, các hồn ma vội ngăn Giang Nhất Minh lại và nói: "Anh đúng người mơ đến, chẳng hiểu gì. Nếu anh giết chết hắn liền, xuống địa ngục, hắn sẽ như chúng ta. Hắn lại gặp được người nhà của hắn, lúc đó chúng ta làm sao có thể tiếp cận hắn mà trả thù được. Anh không nên vì một phút nông nổi mà đánh mất món đồ chơi lý thú này. Nếu anh còn muốn giết hắn, chúng tôi sẽ không cho anh lại gần hắn nữa đâu." Ồ, thì ra là như vậy. Giang Nhất Minh nghĩ mọi người nói cũng rất đúng. Anh tự thấy mình suy nghĩ thật hồ đồ. Chẳng trách tại sao có người xấu lại chết nhanh, có một số người xấu lại sống lâu vậy. Xấu lâu chết chẳng qua vì để hắn sống mà trả tội. Giang Nhất Minh ở bên các hồn ma một thời gian dài, mọi người nghĩ ra đủ mọi cách để hành hạ ác bá, nhưng lâu dần anh cũng thấy chán. Tận mắt thấy ác bá đối xử với bố mẹ cũng tốt, nên mặc dù muốn cho hắn chết nhanh, nhưng anh lại thấy thương cho bố mẹ hắn. Giang Nhất Minh đã dần quên bớt hận thù, sống tốt hơn, nên anh gõ ba cái vào chiếc vòng trên đầu. Quả nhiên có người xuất hiện, đưa anh về điện Diêm Vương. Sau đó Giang Nhất Minh đã hiểu con đường ngộ đạo ở âm gian, một tâm hướng thiện. Vì thế anh được uống bát canh quên lãng của Mạnh Bà, sau đó được đầu thai vào một gia đình giàu có. Kỳ thực, trong các truyền thuyết lưu truyền tại nhân gian có rất nhiều ghi chép về địa ngục, cũng có rất nhiều lời kể của nhân chứng chết đi sống lại, kể cho họ hàng người thân nghe về quá trình thoát xác đi xuống cõi âm gian. Giới khoa học cũng đã có những nhận thức rất mới mẻ về cõi tâm linh. Một tiến sĩ nhà tâm lý học người Mỹ, Ian Stevenson, đã cho xuất bản 5 cuốn sách nghiên cứu về luân hồi. Trong đó, ông nghiên cứu trên 2.500 trường hợp trẻ em báo cáo nhớ lại được các ký ức từ truyền kiếp. Ngày 8 tháng 2 năm 1994, trang Quickly World News công bố một bức ảnh được chụp bởi kính viễn vọng không gian Hubble vào ngày 26 tháng 12 năm 1993. Hiển thị rõ ràng hình ảnh giữa bầu trời ban đêm mênh mông vô tận xuất hiện một thành phố vô cùng tỏa sáng, được cho là thế giới thiên quốc mà mọi người hằng nỗ lực tìm kiếm. Thật đáng kinh ngạc, những nhà khoa học khám phá chắc chắn sẽ khiến bạn suy nghĩ. Theo bạn, có tồn tại thế giới sau khi chết không? Và có thực sự có thiên đường không? Bất luận đáp án của bạn là gì, lựa chọn tốt nhất đều là nên hãy sống thật tốt trong hiện tại, và nếu được, hãy tu dưỡng tâm tính của bản thân để không phải hối hận về sau này. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.